Một vị cư sĩ khi tìm hiểu về kinh Đức Phật thuyết và giới luật của một vị tỳ khưu có tội hay không? Cái này nó có liên quan đến một vấn đề ở trong cái giới luật. Đó là như thế này. Do có một số người có một số người đó khi mà tế độ để cho vị đó lên làm tỳ kheo đó, thì cái vị thầy tế độ dạy trước cái luật tỳ kheo cho vị đó, cho cái người sắp sửa tu tu lên bậc trên, sắp sửa thọ giới tỳ kheo, thì cái người người đó mới nói như thế này: ôi cha, giới nhiều quá, giới tỳ kheo nhiều quá, 227 giới, giới nhiều quá. Thì thí dụ như á, mà tôi xuất gia rồi đó, tôi xuất gia rồi á, mà mới mới nói với tôi mấy cái giới này đó, thì coi như là gạo nấu thành cơm rồi, thì tôi đành chấp nhận thôi, coi như tôi đành chấp nhận thôi. Nhưng mà bây giờ tôi chưa xuất gia mà biết mấy cái giới này thì thôi, ngán quá, thôi không không không, không dám tu nữa, không dám tu nữa, nó không có tu. Chính vì lẽ đó, trong tạng luật á, Đức Thế Tôn mới dạy các vị tỳ kheo là từ giờ trở đi, thì đối với cái người mà chưa có tu lên bậc trên ấy, thì không có nên dạy giới của tỳ kheo cho họ. Bởi vì dạy cái giới tỳ kheo cho họ đó, như nãy sư nói, thì họ sẽ không không có dám tu lên bậc trên. Thì cái đó đúng, cái đó đúng. Nhưng mà Đức Phật không có cấm hàng cư sĩ đi tìm hiểu giới luật của các vị tỳ kheo, không có cấm nha, Đức Phật không có cấm. Cho nên những người mà Phật tử nguyên thủy đấy, nhất là những xứ quốc giáo, họ hiểu biết đối với luật tỳ kheo, họ hiểu biết rất là nhiều. Mà khi mà cư sĩ họ biết luật tỳ kheo á, nó có cái lợi như thế này, đó là các vị sư không có dám làm bậy, họ chỉ cần trực chìa là cư sĩ họ biết ngay. Còn Phật giáo phát triển thì do cái sự là không có tìm hiểu, cư sĩ không họ họ bị không có được tìm hiểu cái giới luật của tỳ kheo, cho nên họ không biết được cái cách cư xử, cái cách gìn giữ đối với những vị tỳ kheo, đối với những vị sư. Thành ra quý vị thấy là cái sự khác biệt rất là lớn. Ở những cái xứ như là Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi thậm chí là Việt Nam, cái kiểu cư xử của cư sĩ đối với một vị tu sĩ đó, nó rất, mình gọi là nó rất là không biết trên biết dưới. Mà nó không biết trên biết dưới thì nhiều người nhiều người có thể nhảy dựng lên, mà phải nói là không phải phép. Có nghĩa là sao? Quý vị thấy là cư sĩ đó, giả sử như cư sĩ đó, lôi ông sư ra rồi thuyết pháp cho ông sư nghe, hoặc lôi ông thầy ra thuyết pháp cho ông thầy nghe, rồi cư sĩ người nữ đụng đụng chạm ông sư, đụng chạm nắm tay vị tu sĩ, là đụng đụng mấy vị thầy dẫn đi là chuyện ngon ngọt xớt. Hoặc họ rất là thoải mái khi mà gặp riêng cá nhân một vị tu sĩ, trong khi đó họ là một người nữ. Thì cái cách hành xử thoải mái như vậy đó dẫn đến cái gì? Dẫn đến cái sự suy vong của giáo pháp. Trong khi đó, khi mà chúng ta biết rõ về luật của tỳ kheo thì một vị tu sĩ họ không có dám bừa đến như vậy, họ không dám bừa đến như vậy. Thành ra đó, cái vấn đề là chỉ cấm, là cấm những cái vị tỳ kheo giảng dạy giới luật của tỳ kheo cho những người chưa tu lên bậc trên khi họ có ý định tu lên bậc trên.
Còn hàng cư sĩ đó thì Đức Phật không có cấm ha. Và theo ý kiến cá nhân của sư đó thì người cư sĩ nên biết một số luật của những vị tỳ kheo để chi? Thứ nhất là để họ có cái nhìn thông cảm. Đời sống của tu sĩ nó không có dễ dàng đâu. Cái thứ hai là để họ biết cách hộ độ những vị sư một cách đúng đắn, cư xử như thế nào đó để vị sư có thể giữ gìn giới luật của họ. Đó.